Các quý vị đồng nghiệp và các bác sĩ Hoa xin kính chào các quý thầy cô ạ, các quý vị đồng nghiệp và các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì sau đây thì bác sĩ Hoa xin được tiếp tục cái chương trình với cái bài trình bày là cập nhật dữ liệu điều trị nội khoa ung thư phổi từ ESMO 2024. Thì như chúng ta đã biết thì ung thư phổi là một cái vấn đề sức khỏe toàn cầu quan trọng, và ung thư phổi là một trong những cái bệnh ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư. Và tại Việt Nam thì ung thư phổi đứng hàng thứ hai về tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ tử vong. Về giải phẫu bệnh ung thư phổi thì chúng ta biết là chia làm hai cái thể giải phẫu bệnh chính là thể tế bào nhỏ và thể không tế bào nhỏ. Trong cái đó cái thể nhóm không tế bào nhỏ là nhóm chiếm chủ yếu. Và đây là cái chỉ định điều trị của theo cái giai đoạn của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì chúng ta có thể thấy rằng với những cái bệnh nhân mà giai đoạn sớm, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, thì thường là phẫu thuật sẽ là cái điều trị chủ đạo. Và cái việc mà xét cái điều trị bổ trợ thêm sau thì sẽ tùy thuộc vào cái giai đoạn bệnh cũng như là cái đánh giá sau phẫu thuật. Với giai đoạn 3 thì chúng ta sẽ có hai trường hợp là bệnh nhân có thể phẫu thuật được hay là không phẫu thuật được. Nếu mà phẫu thuật được thì chúng ta sẽ có thể can thiệp phẫu thuật ngay, hoặc là chúng ta có thể điều trị hóa trị bổ trợ trước, sau đó thì mới tiến hành phẫu thuật. Còn trong cái nhóm bệnh nhân mà không thể phẫu thuật được thì chúng ta sẽ cái điều trị hóa xạ trị đồng thời sẽ là cái điều trị tiêu chuẩn. Vậy thì đấy là cái guideline điều trị kinh điển cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và hiện tại thì hôm nay trong cái bài trình bày của ngày hôm nay của bác sĩ Hoa thì bác sĩ Hoa xin được tập trung vào những cái cập nhật điều trị những cái bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ và ở những cái giai đoạn sớm chưa di căn, tức là giai đoạn từ 1 đến 3. Thế thì hiện tại đối với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như là sinh học phân tử thì chúng ta biết là chúng ta có rất nhiều cái loại thuốc, nhóm thuốc mới trong điều trị. Và đặc biệt trong ung thư phổi thì chúng ta biết đến là có hai cái nhóm chính là nhóm điều trị đích và nhóm liệu pháp miễn dịch. Vậy thì hai cái nhóm thuốc này có vai trò gì trong cái việc mà điều trị những bệnh nhân giai đoạn sớm? Thì đây là đầu tiên thì bác sĩ Hoa đi đến cái phần là cập nhật điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm, tức là cái giai đoạn mà 1, 2 hoặc giai đoạn 3A và còn khả năng phẫu thuật. Thì đầu tiên phải nói đến lịch sử là chúng ta cách đây khoảng 2-3 năm thì chúng ta đã có cái nghiên cứu Aurora đã chứng minh cái hiệu quả của osimertinib bổ trợ cho những bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn từ 1B đến 3A. Sau khi bệnh nhân được phẫu thuật thì sẽ được điều trị hóa trị 4 chu kỳ dựa trên platinum tùy theo chỉ định của giai đoạn. Sau đó thì bệnh nhân một nhóm thì bệnh nhân sẽ được điều trị với osimertinib bổ trợ trong vòng 3 năm và một nhóm thì là theo dõi. Thì qua cái nghiên cứu này chúng ta đã có được đó là với osimertinib bổ trợ trong vòng 5 đã cải thiện về DPS cho bệnh nhân cả ở cái bệnh nhân từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 3, hay là cả cái bệnh nhân mà ở cái giai đoạn cái dân số toàn bộ của dân số, tức là từ 1B đến 3A. Và ngoài ra thì cập nhật trong cái kết quả ASCO năm 2023 thì cái sống thêm khi mà được điều trị với osimertinib mà sống thêm toàn bộ cũng được cải thiện khi mà được điều trị tân bổ trợ với osimertinib. Gần đây nhất thì ở ESMO 2023 thì ta lại có một cái nghiên cứu nữa, đó là nghiên cứu ALINA. Nghiên cứu này nó đánh giá cái hiệu quả của alectinib cho những cái bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ nhưng mà lại có đột biến là đột biến ALK. Thì qua cái nghiên cứu thì chúng ta thấy là với alectinib thì được điều trị bổ trợ trong vòng 2 năm, và trong cái nghiên cứu này thì bệnh nhân không cần phải điều trị qua với hóa trị bổ trợ. Và cái nghiên cứu này cũng cho thấy rằng là cái hiệu quả cải thiện DPS rõ rệt cho bệnh nhân so với là cái việc mà điều trị hóa trị bổ trợ. Hiện tại thì cái dữ liệu của nghiên cứu về sống thêm toàn bộ thì vẫn chưa đạt được và chúng ta chờ những thêm cái kết quả trong tương lai. Tuy nhiên thì cái cải thiện DPS cũng như là DPS ở trên thần kinh trung ương được cải thiện một cách rõ rệt khi mà được điều trị với alectinib bổ trợ. Vậy thì với ESMO 2024 vừa rồi thì có cái cập nhật gì? Thì trong cái ESMO 2024 thì các cái nhà khoa học cũng đã trình bày cập nhật thêm về cái kết quả của cái nghiên cứu ALINA này trong cái vấn đề về phân tích đánh giá thêm về những cái biomarker cho những cái bệnh nhân được điều trị ở trong nghiên cứu. Thì chúng ta có thể thấy rằng là ở trong nghiên cứu thì với hai nhánh thì ở trong cái nhánh mà được điều trị với alectinib thì có 99 bệnh nhân thì được đánh giá về dấu ấn sinh học, tức là những bệnh nhân mà có đủ mô bệnh học ban đầu cũng như được phân tích kết quả một cách hợp lệ. Và cùng nhánh thứ hai ở bên hóa trị thì chúng ta cũng có 94 bệnh nhân trên 127 bệnh nhân được đánh giá về cái dấu ấn sinh học. Thì qua cái nghiên cứu trong tác giả đã trình bày thì thấy rằng là trong tổng số là 157 bệnh nhân
được đánh giá về cái dấu ấn sinh học này. Thì đa số ở những cái bệnh nhân mà có đột biến ALK, đột biến ALK chúng ta biết rằng nó là cái đột biến chuyển đoạn, đột biến dung hợp giữa hai gen là gen MML4 và cái gen ALK. Thì cái đột biến này thì có ba cái biến thể chính là V1, V2 và V3. Thì trong cái nghiên cứu này thấy rằng là cái biến thể mà hay gặp đó là biến thể V1 và V3 chiếm tương ứng là 37% và 33%. Và ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là có những cái đồng đột biến gen, những cái gen đồng đột biến khác được ghi nhận trong nghiên cứu. Ví dụ như là cái gen về CDKN2A hay là CDKN2B hay là TP53 rồi là MITAP thì cũng được đánh giá là có được xuất hiện. Và trong đó thì với là những cái gen mà được gặp nhiều nhất, và trong đó cái gen TP53 thì sẽ là cái gen mà được gặp với tỷ lệ là 24%. Thì cũng là một trong những cái mà được ghi nhận và cũng tương đồng với cái kết quả trong nghiên cứu ALEC, là nghiên cứu mà đánh giá về hiệu quả của alectinib bổ trợ, alectinib trong giai đoạn muộn. Thì trong cái kết quả nghiên cứu này chúng ta có thể thấy rằng là cho dù là cái biến thể nào V1, V2, V3 hay là cái biến thể khác của cái đột biến fusion ALK thì chúng ta thấy là đều cho thấy có cái hiệu quả của alectinib bổ trợ so với cái điều trị hóa trị bổ trợ. Và ngoài ra người ta cũng đánh giá rằng là cái DFS giữa các cái biến thể này thì có khác biệt về mặt tiên lượng không, thì chúng ta thấy rằng là chả cả ở cái nhóm mà điều trị alectinib hay là nhóm điều trị với hóa trị thì ở các cái biến thể của gen ALK này thì đều cho cái tương đồng nhau về cái DFS. Như vậy là những cái biến thể này có vẻ như là phải có một tương lượng, cái tiên lượng gần như là tương đồng nhau trong cái việc điều trị. Và với cái đánh giá trên cái nhóm phân nhóm TP53 thì sao, thì chúng ta thấy là với cái việc mà điều trị ở cái nhóm alectinib thì alectinib thì sẽ cải thiện và có cái hiệu quả tốt hơn, và cho thấy rằng là cái tốt hơn ở cái nhóm mà không có đột biến TP53. Như vậy là TP53 có thể là một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái một cái yếu tố mà chúng ta có thể thấy rằng là một cái yếu tố xấu trong cái việc mà tiên lượng trong cái việc điều trị của bệnh nhân. Thì đây là cái kết luận của nghiên cứu trong cái nghiên cứu mà phân tích gần nhất của nghiên cứu Alina được cập nhật ESMO 2024 vừa rồi. Như vậy là với alectinib thì cho một cái lợi ích về cải thiện DFS đồng nhất giữa các biến thể của biến thể đột biến ALK, và ngoài ra thì giữa các biến thể này thì cũng cho cái tiên lượng DFS là gần như là tương đồng nhau. Và những cái bệnh nhân mà có đột biến TP53 thì cho thấy cái hiệu quả DFS là kém hơn so với những bệnh nhân mà không có mang đột biến TP53. Và hiện tại thì alectinib cũng đã được FDA chỉ định bổ trợ cho những cái bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ mà sau phẫu thuật mà có đột biến ALK. Và những cái phân tích ctDNA thì chúng ta sẽ dự kiến sẽ được tiến hành sâu hơn nữa để có những kết quả cập nhật trong tương lai. Và đây là về cái bảng về điều trị, những cái nghiên cứu mà đang được nổ ra về cái việc mà nhóm cái điều trị đích trong cái vai trò trong điều trị bổ trợ cũng như là tân bổ trợ cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì đây có rất là nhiều nghiên cứu, từ nghiên cứu osimertinib tân bổ trợ, rồi ta có những nghiên cứu người ta đánh giá lên những cái đột biến khác nữa như đột biến ROS, thì đột biến ROS1, đột biến MET, và chúng ta cũng có chờ những cái kết quả trong tương lai để có những cái cập nhật mới cho bệnh nhân và cũng cho trong cái quá trình điều trị. Đấy là cái vai trò của điều trị đích trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn mà bổ trợ. Vậy thì với cái giai đoạn mà với giai đoạn này thì cái liệu pháp miễn dịch có cái vai trò như thế nào? Thì hiện tại thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều nghiên cứu của vai trò, đánh giá vai trò của liệu pháp miễn dịch trong trong bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Chúng ta có nghiên cứu CheckMate 816 đánh giá hiệu quả của nivolumab tân bổ trợ. Chúng ta trong điều trị bổ trợ thì chúng ta có hai cái nghiên cứu là nghiên cứu Empower 010 đánh giá vai trò của atezolimab bổ trợ, Keynote 091 đánh giá vai trò của pembrolizumab bổ trợ. Ngoài ra chúng ta cũng có thêm nhiều cái nghiên cứu nữa, đó là nghiên cứu đánh giá hiệu quả chu phẫu của liệu pháp miễn dịch, đó là hiệu quả của liệu pháp miễn dịch tân bổ trợ sau đó phẫu thuật và sau đó lại bổ trợ sau khi bổ trợ miễn dịch sau phẫu thuật. Và chúng ta có những nghiên cứu đánh giá những cái tác nhân như là Keynote 0671 trong đánh giá tác nhân của pembrolizumab, rồi nghiên cứu ASIAN đánh giá cái hiệu quả chu phẫu của durvalumab, rồi nghiên cứu NeoTox đánh giá hiệu quả của tizopalimab, rồi là CheckMate 77T đánh giá hiệu quả chu phẫu của nivolumab. Và tất cả những nghiên cứu này thì hiện tại thì đã được công bố và cho thấy cái hiệu quả cải thiện DFS cho bệnh nhân có ý nghĩa thống kê hơn so với cái nhóm theo dõi, và những cái tác nhân này cũng đã được ghi nhận và đã được approve trong cái chỉ định điều trị ở những cái guideline trên thế giới.
Vậy thì ở gần đây thì ở trong ESMO 2024 thì có những cái nghiên cứu nào được nổ ra để đánh giá về hiệu quả của liệu pháp miễn dịch cho cái nhóm bệnh nhân này? Thì chúng ta có một cái nghiên cứu là nghiên cứu pha 2, là nghiên cứu Pertenson. Cái nghiên cứu này thì là đánh giá hiệu quả tân bổ trợ của nivolumab đơn thuần cho những cái bệnh nhân mà ở cái giai đoạn 1 mà nguy cơ cao. Chúng ta có trước đó chúng ta có nghiên cứu CheckMate 816 là nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả tân bổ trợ của nivolumab từ giai đoạn 1B đến giai đoạn 3A và đã cho cái hiệu quả cải thiện cả về mặt DFS cũng như là OS cho bệnh nhân. Vậy thì ở cái giai đoạn sớm hơn là cái giai đoạn 1 thì như thế nào, và cái hiệu quả mà đây là hiệu quả đánh giá và cái vai trò là tân bổ trợ nhưng mà là liệu pháp đơn trị chỉ mình với nivolumab thôi, không có kết hợp với hóa trị. Thì ở trong cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà được đánh giá nguy cơ cao trong nghiên cứu này đó là những cái bệnh nhân mà khối u đặc mà có kích thước khối u phần đặc là khoảng tầm từ 2 đến 4 cm. Và hiệu quả chính, đánh giá chính của nghiên cứu đó là cái đáp ứng. Thì trong cái nghiên cứu này chúng ta có thể thấy rằng là cái bệnh nhân đạt đáp ứng là tỷ lệ đáp ứng là 34,6%, và cái tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn trên giải phẫu bệnh cũng khá là cao, lên tới là 23,1%. Ngoài ra thì cái thời gian sống thêm không có tái phát thì hiện tại cho thấy rằng là ở thời điểm 3 năm là 85,6%, và ở sống thêm toàn bộ thì là ở thời điểm 3 năm là 89,1%. Như vậy là cái kết quả của nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng là cái hiệu quả cũng khá là 3A. Và cái nghiên cứu này là kết hợp phân tích dữ liệu từ tổng hợp giữa hai nghiên cứu là nghiên cứu NeoTOS và nghiên cứu CA209 và 159. Thì đây là cái hai thiết kế của nghiên cứu. Thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân là cũng là những bệnh nhân mà từ giai đoạn 1 đến 3A và theo phiên bản AGC7 và cũng được đánh giá hiệu quả so sánh giữa cái nhóm mà nivolumab kết hợp với ipilimumab so sánh với nhóm điều trị là nivolumab tân bổ trợ, và sau đó bệnh nhân sẽ được phẫu thuật và sau đó thì sẽ được tiếp tục điều trị tiếp sau với cái nhóm điều trị. Nếu với cái nhóm mà điều trị sau phẫu thuật thì ở cái nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu NeoTOS sẽ là được điều trị sau phẫu thuật bằng hóa trị bổ trợ. Hai nghiên cứu này thì sau đó được điều trị hóa trị bổ trợ. Thì chúng ta thấy là trong cái nghiên cứu thì cho thấy là hiện tại thì với cái kết quả mà cập nhật 5 năm thì cũng cho thấy cái kết quả cũng rất là khả quan. Với nivolumab tân bổ trợ thì EFS tại cái thời điểm 5 năm là 57,7% và OS là 70%. Còn đối với cái nhóm mà nivolumab kết hợp với ipilimumab bổ trợ tân bổ trợ thì cho thấy rằng là cái tại thời điểm EFS 5 năm là 50,3% và OS 5 năm là 66,9%. Và ngoài ra thì Trang cũng thấy rằng ở trong phân tích cũng thấy đánh giá là với những cái nhóm bệnh nhân mà đạt cái tồn dư tối thiểu hay là bệnh nhân mà đạt được cái đáp ứng hoàn toàn trên giải phẫu bệnh thì có vẻ như có cái xu hướng là hiệu quả cải thiện EFS hơn so với cái nhóm mà không có đạt được cái đáp ứng hoàn toàn trên giải phẫu bệnh. Và trong nghiên cứu cũng thấy rằng là hình như với cái nhóm mà nivolumab kết hợp với ipilimumab thì cho cái đạt thanh thải ctDNA cũng như đạt cái đáp ứng hoàn toàn cho giải phẫu bệnh thì có tỷ lệ là đáp ứng cao hơn so với cái nhóm mà chỉ dùng với nivolumab tân bổ trợ. Trong phân tích cũng nói đến về những cái đánh giá về những cái phân tử thì những cái nhóm bệnh nhân mà có cái đồng đột biến như đột biến KRAS hay là đột biến CSK11 hay đột biến KEAP1 hay đột biến SMARCA4 thì cũng cho thấy rằng những cái bệnh nhân mà mang những cái đột biến này thì có vẻ như là cái tiên lượng nó sẽ xấu hơn và chúng ta có thể thấy đường cong EFS khi mà được ở những cái bệnh nhân mà có cái mang đột biến này thì sẽ kém hơn so với cái nhóm mà bệnh nhân mà wild type không có mang những cái đột biến này. Thì đây cũng là một cái trong những cái yếu tố mà chúng ta có thể thấy là có thể là một cái yếu tố tiên lượng xấu của cho bệnh nhân. Và vì vậy thì qua cái nghiên cứu chúng ta thấy là cập nhật kết quả sống còn 5 năm của hai cái nghiên cứu này, chúng ta thấy là cái nivolumab tân bổ trợ và nivolumab kết hợp với ipilimumab tân bổ trợ thì đã chứng minh một cái hiệu quả lâu dài cho cái nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ về cái hiệu quả trên tân bổ trợ, và đặc biệt là những cái nhóm bệnh nhân mà bác sĩ Hoa cũng đã trình bày là có đạt được cái giải phẫu bệnh hoàn toàn trên giải phẫu bệnh hay là không còn tổn dư tối thiểu thì cũng sẽ có cái lợi ích tốt hơn, hiệu quả lâu dài hơn về mặt EFS cho bệnh nhân. Và những cái bệnh nhân mà mang những cái đồng đột biến như KEAP1 hay SMARCA4 hay là CTK11 thì sẽ liên quan đến cái EFS cũng tiên lượng sẽ xấu hơn. Và đặc biệt là đây chúng ta thấy rằng là những cái nghiên cứu mà được approve hiện tại là những nghiên cứu mà tân bổ trợ là liệu pháp miễn dịch
kết hợp với hóa trị. Còn đây là một cái nghiên cứu mà chỉ có liệu pháp miễn dịch tân bổ trợ đơn thuần thôi, đánh giá hiệu quả của Nivolumab hoặc là Nivolumab kết hợp Ipilimumab, thì chúng ta cũng thấy là có những cái kết quả ban đầu rất khả quan, và chúng ta có lẽ là cũng cần những cái xét nghiệm nghiên cứu sâu rộng hơn, cũng như là đánh giá kỹ hơn về các cái dấu ấn sinh học, để chúng ta sẽ xem xét xem có những cái nhóm bệnh nhân nào sẽ được hưởng lợi về cái điều trị tân bổ trợ mà không cần dùng đến hóa trị liệu, mà chỉ cần dùng đến liệu pháp miễn dịch. Tiếp theo thì bác sĩ Hoa cũng xin trình bày thêm một cái nghiên cứu nữa, đó là nghiên cứu CheckMate 77T. Thì cái nghiên cứu này thì là nghiên cứu đánh giá cái hiệu quả chu phẫu của Nivolumab, tức là vừa tân bổ trợ và vừa bổ trợ sau phẫu thuật. Thì đây là một cái nghiên cứu pha 3, thì đã được trước đó thì đã được trình bày và được approve kết quả về cải thiện rõ rệt về mặt EFS cho bệnh nhân có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm chứng. Và hiện tại thì với cái thời gian theo dõi là 33,3 tháng, thì hiện tại kết quả nghiên cứu vẫn cho cái kết quả cũng rất là đồng nhất, cải thiện EFS cho bệnh nhân. Và chúng ta có thể thấy là với EFS trung vị, tức là thời gian sống thêm không có biến cố, trung vị với Nivolumab là 40,1 tháng so với cái nhóm chứng là 17 tháng. Và ở cái nhóm bệnh nhân mà có đạt được giải hoàn toàn, đánh giá hoàn toàn giải phẫu bệnh, tức là đạt được đáp ứng hoàn toàn trên giải phẫu bệnh, thì cả ở hay là không đạt được đáp ứng hoàn toàn giải phẫu bệnh, thì cái việc điều trị chu phẫu với Nivolumab đều có cải thiện hiệu quả hơn so với nhóm chứng. Và trong cái nghiên cứu cũng thấy rằng là với cái việc điều trị với chu phẫu với Nivolumab thì cũng cho thấy rằng cái độ thanh thải ctDNA của bệnh nhân cũng đạt được cao hơn so với cái nhóm chứng, và đặc biệt là cái tỷ lệ mà tái phát ctDNA cũng được thấy rằng là thấp hơn so với cái nhóm chứng. Như vậy là qua cái và như vậy thì qua cái nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu CheckMate 77T thì lại là một lần nữa khẳng định hơn nữa, và cập nhật qua cái thời điểm cập nhật hơn 30 tháng thì chúng ta thấy là lại khẳng định hơn một lần nữa về cái hiệu quả về cải thiện EFS cho bệnh nhân so với cái nhóm chứng, về những bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ từ giai đoạn 1 đến 3A mà có thể phẫu thuật. Và với điều trị Nivolumab chu phẫu cũng cho thấy rằng cái độ thanh thải ctDNA cũng cao hơn, cũng như là cái mức độ mà tái phát ctDNA cũng thấp hơn so với cái điều trị với nhóm chứng. Và cái điều này cũng sẽ liên quan đến cái việc mà đạt được cái đáp ứng hoàn toàn trên giải phẫu bệnh, cũng như là cải thiện về cái thời gian sống thêm không bệnh xảy tan không bên không có biến cố cho bệnh nhân. Thì đấy là những cái cập nhật về trong của ESMO 2024 về cái trong những điều trị nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ mà cái giai đoạn trong điều trị bổ trợ và tân bổ trợ. Vậy thì cái vai trò của trong cái nhóm bệnh nhân mà giai đoạn 3 mà không còn khả năng phẫu thuật thì như thế nào? Thì chúng ta biết rằng với cái lịch sử của bệnh nhân trong cái điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 không phẫu thuật được, thì trước kia thì chúng ta từ trước những năm 2018 thì chúng ta có cái điều trị này, thì chúng ta biết rằng nó điều trị với hóa xạ trị đồng thời sẽ là tiêu chuẩn, và chúng ta cũng loay hoay trong các thay đổi các cái phác đồ điều trị kết hợp phác đồ hóa trị kết hợp với xạ trị, rồi là chúng ta cũng có những cải tiến về kỹ thuật xạ trị. Tuy nhiên thì cái việc mà cải thiện cái lợi ích cho bệnh nhân OS thì vẫn còn rất là hạn chế. Chỉ cho đến khi năm 2019 và cho đến nay, khi mà các cái liệu pháp điều trị đích cũng như điều trị miễn dịch ra đời, thì chúng ta thấy là cái đã có những cái khởi sắc cho những cái bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 không phẫu thuật được. Và đầu tiên chúng ta nói đến đó là cái nghiên cứu Pacific, là một nghiên cứu rất là nổi tiếng mà chúng ta biết rằng đã được nói rất là nhiều qua các cái bài báo cáo khoa học, và đã nghiên cứu được công bố từ những năm 2019 đánh giá hiệu quả của củng cố Nivolumab sau khi mà kết thúc hóa xạ trị đồng thời cho những cái bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 mà không bổ được, và những bệnh nhân với những cái bệnh nhân mà không có tiến triển, tức là bệnh đáp ứng, bệnh ổn định hoặc là bệnh đáp ứng, và bệnh nhân được điều trị với Nivolumab trong vòng 1 năm so với cái nhóm chứng là chỉ theo dõi, thì qua cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng cải thiện về mặt BFS và OS cho bệnh nhân một cách rõ rệt, và phải tại cái thời điểm mà cập nhật 5 năm thì chúng thấy đường cong vẫn được rất là tách biệt, rất là rõ rệt và có ý nghĩa thống kê cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của Nivolumab cho cái nhóm bệnh nhân mà có giai đoạn 3 mà có đột biến EGFR thì nó lại trên cái nghiên cứu trong cái phân tích nhóm nhỏ ở trong cái nghiên cứu Pacific thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả rất là hạn chế, dường như là không có cải thiện về mặt BFS cũng như là OS cho bệnh nhân. Vậy thì với cái nhóm bệnh nhân này thì cái nhu cầu chưa được đáp ứng, và vì vậy mà chúng ta có một cái nghiên cứu tiếp theo, đấy là cái nghiên cứu trong nghiên cứu Laura. Nghiên cứu Laura là cái nghiên cứu cũng vừa được công bố trong cái hội nghị ASCO năm 2024 vừa rồi. Thì với cái nghiên cứu này thì là chúng ta đánh giá cái hiệu quả của osimertinib duy trì cho những cái bệnh nhân mà được điều trị
bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 mà điều trị hóa xạ trị đồng thời cũng là, và khi mà đạt được đáp ứng hoặc là bệnh ổn định mà ở cái nhóm bệnh nhân mà có đột biến EGFR thì cái hiệu quả ra sao? Thì qua nghiên cứu ở trong cái công bố ASCO gần đây nhất là 2024 thì cũng cho thấy rằng là cải thiện với osimertinib củng cố hay là duy trì thì chúng ta thấy là cho cải thiện đường cong rất là tách biệt và hiệu quả rất là cải thiện rất rõ rệt về mặt PFS cho bệnh nhân so với cái nhóm mà bệnh nhân chỉ theo dõi và trung vị PFS là 22 tháng so với cái nhóm chứng là 5,6 tháng. Và hiện tại thì với ESMO 2024 thì chúng ta lại có cập nhật thêm cái kết quả của nghiên cứu Laura, đó là phân tích trên cái nhóm bệnh nhân mà có cái căn thần kinh trung ương về phân tích về cái hiệu quả giảm với nguy cơ tiến triển chân thần kinh trung ương cũng như là tiến triển di căn xa. Thì trong cái ESMO vừa rồi thì như thế nào? Thì đầu tiên thì trong ESMO, trong cái công bố vừa rồi thì chúng ta biết là trong cái nghiên cứu này thì những cái bệnh nhân giai đoạn 3 thì về mặt đánh giá giai đoạn thì cũng không phải bắt buộc, và có những trường hợp thì trong nghiên cứu thì chúng ta thấy là cũng có những bệnh nhân được chụp SCT và có những bệnh nhân không được chụp SCT, và vì vậy mà tác giả cũng đã phân tích xem là với cái nhóm bệnh nhân có được chụp SCT và không được chụp SCT thì cái hiệu quả của osimertinib như thế nào. Thì chúng ta thấy là ở hai nhóm này thì hiệu quả osimertinib đều được cải thiện, có ý nghĩa thống kê và rất là tách biệt ở cả những bệnh nhân được đánh giá trước điều trị bằng PET-CT hay không bằng PET-CT. Cái điều này chúng ta thấy là cái hiệu quả vừa cái đưa ra một cái kết quả đó là osimertinib rất là có hiệu quả đồng nhất giữa hai cái nhánh, hai cái nhóm này. Tuy nhiên cũng nói lên một điều rằng là các tác giả cũng cho thấy rằng là có vẻ như là cái giai đoạn 3 này, cái giai đoạn 3 này cũng có vẻ như có một cái tiên lượng nào đó gần gần như với giai đoạn 4. Bởi vì những cái bệnh nhân mà không chụp PET-CT thì có thể là chúng ta cũng có những trường hợp chúng ta bỏ sót tổn thương những bệnh nhân tổn thương vi di căn xa. Và chính vì vậy mà những cái tác giả cũng đưa ra rằng là có chăng chúng ta có nên cái giai đoạn 3, có chăng là cái đoạn, những cái giai đoạn 3B, 3C, những cái giai đoạn muộn như thế này có khả năng là có thể tiên lượng nó có những gần gần như với giai đoạn 4 thì cái việc mà điều trị hóa xạ trị đồng thời, tức là điều trị tại chỗ có cần đặt ra không hay chúng ta tiếp cận ngay luôn với bệnh nhân với osimertinib, thì đây là một cái câu hỏi mà được tác giả các tác nhà nghiên cứu cũng đặt ra để chúng ta có thể bàn luận cũng như là có những cái tìm hiểu thêm trong tương lai. Và còn về đánh giá về cái hiệu quả về thời gian sống thêm mà không có tiến triển hoặc có di căn chưa, không có di căn xa, thì chúng ta thấy là với osimertinib cũng cho thấy là cái cải thiện cái thời gian mà bệnh không có di căn xa cũng như là cái thời gian mà PFS tại thần kinh trung ương cũng được cải thiện một cách rõ rệt khi mà được điều trị với osimertinib. Và một lần nữa thì qua cái cập nhật của ESMO 2024 trong cái kết quả của nghiên cứu, chúng ta thấy rằng một lần nữa osimertinib vừa cho cái cải thiện thời gian PFS chung cho các bệnh nhân, và ngoài ra cũng cảm giảm nguy cơ tiến triển thần kinh trung ương và cũng như nguy cơ di căn xa cho bệnh nhân, và có thể đây là một coi như một tiêu chuẩn điều trị mới cho những cái bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 mà sau khi hóa xạ trị đồng thời mà có đột biến, bệnh nhân có đột biến EGFR. Vâng, thì bài trình bày của bác sĩ Hoa đến đây là hết, và bác sĩ Hoa cũng xin kết thúc cái bài trình bày của mình với một cái hướng dẫn guideline, hướng dẫn điều trị được rất là cập nhật. Như chúng ta đã thấy là trong cái ở phần đầu của bác sĩ Hoa thì trình bày với cái guideline hướng dẫn qua các cái giai đoạn thì rất là đơn giản, chỉ là phẫu thuật với hóa trị hay là xạ trị bổ trợ thôi. Nhưng hiện tại đối với cái sự phát triển của sinh học phân tử, chúng ta thấy cái sự phát triển nó có sự len lỏi và cái vai trò của các cái thuốc điều trị đích cũng như miễn dịch ở từ những cái giai đoạn sớm, tân bổ trợ rồi là ở những cái giai đoạn 3 mà không thể phẫu thuật được, và cả những giai đoạn 4 thì là cái giai đoạn mà chúng ta cũng được nói rất là nhiều, mà đã được nghiên cứu rất là nhiều trong quá khứ. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là hiện tại thì với cái sự phát triển của sinh học phân tử và công nghệ thì chúng thấy là cái hiện nay thì cái điều trị của ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 cũng có rất là nhiều cái khởi sắc và cải thiện cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân nhờ những cái liệu pháp điều trị mới như bác sĩ Hoa cũng đã trình bày. Dạ vâng, bác sĩ Hoa xin kết thúc cái bài trình bày của mình ở đây, và xin trân trọng cảm ơn cái sự chú ý lắng nghe của các thầy cô, các quý vị khán giả và các quý vị đồng nghiệp ạ.